mình chia tay. Sau thời gian đôi ta đắm say, em tìm kiếm mọi lý do để rời xa, còn anh chỉ mong em sẽ thứ tha. Nhưng em không nghe anh, em chỉ cần rời xa anh. Biết thật rồi, em đã yêu ai. Rồi thời gian qua, em lặng thinh, đôi ta không gặp nhau.